không chắn lối sang đường cho người đi bộ, phải đặt cách trạm xe buýt tối thiểu 300 m và trừ lại ít nhất 1,5 m vỉa hè. Chỉ được bán hàng tại địa điểm đã đăng ký. Đó chỉ là một số quy định do chính quyền thành phố New York đặt ra nhằm đảm bảo các xe bán hàng rong không cản trở lối đi dành cho người đi bộ. Các xe bán hàng rong còn phải đảm bảo kích thước theo quy định và phải được cơ quan chức năng cấp phép. Bán hàng tại công viên trung tâm này hơn một năm nay, anh John cho biết để có được một chỗ bán hàng tại đây không phải là việc dễ dàng. Tôi phải xin giấy phép từ công ty Toyo New York, sau đó phải xin thêm giấy phép và trả tiền cho ban quản lý công viên trung tâm để được bán hàng tại đây. Mức phí cho một địa điểm bán hàng rong không cao, chỉ khoảng 100 đô la một năm, nhưng không phải ai muốn bán cũng được, bởi mỗi năm thành phố chỉ cấp phép cho 635 người. Nếu bán chui hoặc vi phạm các quy định của thành phố, người bán hàng rong có thể bị phạt tới hàng nghìn đô la. Năm ngoái đã có 26.000 trường hợp bị phạt. Các lỗi vi phạm cũng đa dạng. Nhỏ thì là bán hàng quá gần lối sang đường của người đi bộ. Nặng thì là không có giấy phép bán hàng rong. Cảnh sát và nhân viên sở y tế thường xuyên kiểm tra các xe đẩy bán hàng rong. Hiện tại, ở New York có khoảng 12.000 người bán hàng rong, đa phần là dân nhập cư và cựu chiến binh. Mỗi năm, họ đóng góp tới 293 triệu đô la cho nền kinh tế thành phố. Tại New York, những xe đẩy bán hàng rong đã trở thành một nét văn hóa và là kế sinh nhai của hàng nghìn người. Chỉ có điều là những người bán hàng rong phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt và quan trọng là không được cản trở lối đi của người đi bộ. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ.